Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của tôi. Ngày hôm nay thì bên cạnh tôi đang là sản phẩm K6 đồng vàng. Thì hôm nay tôi sẽ không giới thiệu quá nhiều về các cái vấn đề, ví dụ như là trong nội thất. Tại vì là nội thất thì nhìn cái phần đầu cabin này các bạn cũng đoán được là, thứ nhất là về diện tích cabin thì nó cũng rất là rộng rãi. Thứ hai là ở bên trong K6 thì rất nhiều các công nghệ, ví dụ như là trợ lực lái, hay là điều hòa hai chiều, hay là tính năng nghe nhạc, giải trí, radio, kính chỉnh điện, vân vân. Đấy là những cái trang thiết bị mà hầu hết các dòng xe tải bây giờ đều có rồi, nên tôi sẽ không giới thiệu nhiều. Bên ngoài các bạn có thể thấy rằng là vẻ bề ngoài của K6 rất là đẹp mắt, với biểu tượng và in luôn cả chữ của Villa Moto trên này. Và hôm nay thì tôi sẽ đánh giá về một số cái tính năng cần thiết có trên một chiếc xe tải phân khúc 5 tấn, để các bạn có thể nắm bắt được và các bạn có thể phân biệt cũng như là so sánh nó với những dòng xe tải cùng phân khúc bây giờ, cùng phân khúc 5 tấn. Thì mời các bạn cùng xem hết video này của tôi để xem K6 ở trên này nó có những cái gì, và nó thực sự có là một chiếc xe đáng để các bạn đầu tư hay không, đặc biệt là vào dịp cuối năm này, vào những cái dịp mà những cái tháng mà các bạn đang cần xe đầu tư, và các bạn chỉ cần tranh thủ trong khoảng một thời gian này thôi là các bạn có thể bù lại tất cả những cái thời gian vừa qua, cái thời gian Covid mà các bạn không thể nào đi kiếm tiền được. Thì mời các bạn cùng dõi theo video của tôi nhé. Đầu tiên để nói về phân khúc tầm xe tải 5 tấn thì nói về cái giá thành một chút đi. Tôi sẽ nói luôn về giá thành. Giá thành thì bây giờ, ngày xưa thì cái phân khúc 5 tấn các bạn chỉ có thể lựa chọn ví dụ như là Onin. Tại vì Onin, thứ nhất là các bạn cũng nắm rõ luôn rồi, nó là dòng xe liên doanh, nó là dòng xe của Trung Quốc và được tập đoàn Thaco lắp ráp. Động cơ cũng sử dụng là động cơ của Trung Quốc, và các bác thường là chấp nhận luôn nó rồi. Nó là một cái hàng chất lượng, nó cũng không phải quá tốt, và giá thành của nó cũng rất là hợp lý, chỉ khoảng độ dưới 500 triệu một chút. Đấy là các bạn có thể sở hữu một chiếc Onin rồi. Và chiếc xe đó thì các bác thường chuẩn bị sẵn luôn cái tư tưởng là chúng ta về và mua về để chạy hàng chỉ khoảng từ đôi năm là chúng ta sẽ bán đi. Nhưng mà cũng phải chấp nhận theo một cái, đó chính là cái thời gian thì nó cũng sẽ làm cái máy đấy nó rất là nhanh xuống cấp. Và cái thứ hai đi theo nữa đó là cái giá thành, cái chiết khấu, cái khấu hao theo đời của xe Onin nó rất là mất giá. Đấy là cái mà mình chấp nhận khi phải mua Onin. Và sau đó thì bây giờ thì nó gồm rất nhiều phân khúc rồi, có cả Hino, Hyundai, rồi là hiện tại cụ thể sản phẩm của tôi là sản phẩm K6 đồng vàng với động cơ Nissan. Khoảng độ ví dụ như cái phiên bản thùng mà chúng tôi đóng với phiên bản thùng 5m05 thì đang có giá là 570 triệu. Đấy, và đối với phiên bản thùng 5m2 thì nó sẽ đắt hơn 10 triệu, đó là 580 triệu. Như vậy là các bạn có thể sở hữu được một chiếc K6 rồi. Và đương nhiên với K6 với động cơ Nissan, nó hoàn toàn khỏe và nó không có bất cứ một cái vấn đề gì đáng lo ngại cả. Hơn nữa, sản phẩm này còn được lắp ráp bởi nhà máy Vina Moto đồng vàng, vì thế cho nên cái chất lượng đầu ra của sản phẩm nó cũng rất là tốt. Đấy. Và sau đây sẽ đi đến luôn những cái đặc điểm cần thiết. Nói về dòng tải 5 tấn thì chúng ta sẽ vấn đề quan tâm đầu tiên mà các bạn cần hiểu nhất, đó là về thùng. Đặc trưng của dòng xe tải 5 tấn đó chính là các bạn chở hàng rất là nặng, vì thế các bạn cần một cái thùng chắc chắn. Và đặc biệt là nó phải có những cái thiết kế hợp với những loại hàng hóa mà các bạn chở, ví dụ như là chở gạo này, chở nông sản rau củ quả này, chở gỗ này, chở trâu bò, vân vân, rất là nhiều. Nói chung là cái vấn đề ở cái phân khúc 5 tấn này thì về thùng nó rất là rộng, để mà có thể làm việc được sát sao hơn thì các bạn phải là người trực tiếp đến và làm việc của chúng tôi, các bạn đưa ra cái yêu cầu của các bạn thì chúng tôi mới có thể giải quyết được cái vấn đề đấy. Thì ở phiên bản thùng đây, như tôi đã nói đây, hiện tại thì với phiên bản thùng này mà chúng tôi đóng là 5m05. Và thực chất mà nói thì đây là phiên bản thùng mà nó hơn hoàn toàn với phiên bản thùng của nhà máy, và chúng tôi gia công toàn bộ nó đều bằng inox cả. Thế nhưng chúng tôi chỉ làm ở một số các cái vị trí quan trọng, chúng tôi cũng chỉ làm bằng inox 201 thôi. 201 thì nó sẽ kém hơn 304 một chút thôi, về cả độ dày cũng như là chất lượng. Còn tất cả trên này thì chúng tôi chỉ làm inox 430, và ở phần trên thì cũng làm inox nhám luôn để bịt tất cả các cái phần ô thoáng lại, và làm luôn cả cái vè mưa đây. Đấy, để cho cái thùng của các bạn nó sẽ kín đáo hơn. Với cái thùng hàng này thì các bạn có thể nói rằng đây là một cái phiên bản thùng cơ bản nhất, tức là có thể chở thập cẩm, cả gạo, rồi là cả nông sản, thủy sản, vân vân vân, các bạn có thể chở được hết. Và nó cũng không phải là một cái thùng thực sự chuyên dụng cho mặt hàng nào hết. Và sản phẩm này thì nó sẽ rẻ hơn các sản phẩm khác, tại vì thứ nhất là cái thiết kế cũng như là cái kết cấu nó sẽ đơn giản hơn, nó làm số lượng dầm ví dụ nó ít hơn, số lượng sàn nó cũng mỏng hơn, và chất liệu inox nó cũng bình thường hơn đối với những cái thùng khác.
Còn như những cái sản phẩm mà tôi đã chia sẻ trên kênh YouTube của tôi ấy, nhất là sản phẩm mới đây, ví dụ như là về chở trâu này, hoặc là về cái thùng chở nông sản, thì chúng ta phải làm thêm cả sàn gỗ này, rồi là dầm gỗ đan xen, một dầm gỗ một dầm thép này, rồi là làm bằng inox, có cả inox 304 nữa ở trên xe để chống rỉ, chống ăn mòn. Và tất bộ toàn bộ phần sàn thì phải làm bằng inox nhám, rồi là đan cả cái dầm bằng thép ở đấy để có thể chống trơn trượt cho trâu bò, vân vân vân. Nói chung là cái vấn đề về thùng thì nó rất là rộng. Vì thế nên là đa số sản phẩm K6 của chúng tôi là chúng tôi có cả hồ sơ sắt xi. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm là khi mua sản phẩm này thì chúng ta sẽ bàn bạc với nhau và sẽ đóng được cái thùng như ý muốn của các bạn. Và thời gian đóng thùng nó sẽ rơi vào khoảng từ 10 cho đến 15 ngày là chúng tôi có thể hoàn thiện cái thùng cho các bạn. Còn các bạn nếu mà người mua trả thẳng thì có thể chờ đợi trong thời gian đấy xong thùng chúng ta xử lý luôn. Còn nếu ai là người làm trả góp thì nhân tiện trong cái lúc mà chúng ta làm cái thủ tục về thùng ấy, thì chúng ta cũng sẽ làm luôn hồ sơ trả góp để cho một công đôi việc, các bạn có thể nhận xe đúng cái thời hạn mà các bạn mong muốn. Và còn về giá cả thì phải cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ tính toán vật liệu cụ thể hơn, thì các bạn hãy đến gặp chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và làm sao cho nó hợp lý nhất. Đó là phần thùng. Còn để một chiếc xe tải 5 tấn có thể vận hành tốt hơn nữa thì tôi muốn nói đến cái tính năng an toàn của nó. Thì ở K6 tôi sẽ điểm các cái tính năng an toàn cực kỳ tốt của nó. Đây các bạn có thể quan sát luôn ở đây. Có tới 4 cái cảm biến lùi. Đấy. Với cái cảm biến này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi các bạn lùi. Nó sẽ phát ra tín hiệu ngay khi mà các vật thể ở trong khoảng cách chưa an toàn. Nó sẽ báo lên cabin để các bạn có thể nhận biết được. Điểm thứ hai đây, mời các bạn cùng vào phần khung gầm. Đây. Điểm thứ hai ở tính năng an toàn trên K6 đó là phần hệ thống khung gầm. Hệ thống khung gầm thì mời các bạn quan sát ở phần hai cái phần bầu hơi bầu đỏ kia, đó chính là hệ thống phanh hơi nốc kê. Phanh hơi nốc kê giúp cho chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được tốc độ và có thể phanh bất cứ lúc nào chúng ta muốn, rất an toàn. Với cái thứ ba nữa ở phần khung gầm đó chính là hệ thống cân bằng ngang. Cân bằng ngang lại cộng thêm một cái cột đen đen này, hai bên này các bạn có thể ý này, tức là nó kết hợp cả ngang cả dọc. Nó sẽ giúp cho hai phần bên bánh xe của các bạn luôn luôn ở một cái trạng thái cân bằng tốt nhất. Hoặc cái cung đường nó sóc hay là ổ gà ra sao thì nó sẽ luôn luôn đưa cái xe của bạn về vị thế cân bằng nhất. Đấy là một tính năng an toàn nữa, giúp các bạn có thể ôm cua đổ đèo đi những cái cung đường nó xấu, nó đi nó được tốt hơn. Cái điểm thứ tư mà nó góp thêm một phần vào trong cái hệ thống an toàn của chiếc xe K6 đó là hệ thống gương quan sát. Đây, các bạn có thể thấy rằng là nó hơi to một chút, có vẻ cảm giác nó hơi là huỳnh hoàng, rồi nó hơi khó chịu một chút tại vì nó to quá. Thế nhưng mà cái phần này các bạn hoàn toàn yên tâm, đó chính là nó sẽ mang lại cái tầm nhìn tối đa cho các bạn với hai bản gương lớn chiếu hậu hai bên và một cái gương cầu lồi có thể quan sát phần đầu xe. Vừa rồi đó tôi nói đến đó chính là cái tính năng chở hàng này, sau đến tính năng an toàn trên xe này. Và cái thứ ba cũng là chính là cái cuối cùng mà các bạn quan tâm, đó chính là động cơ Nissan ZD30. Cái động cơ này thì nó mang lại thông số ra sao? Đây xin giới thiệu luôn các bạn. Động cơ này nó sẽ mang tới cái mô men xoắn là tới 370 Nm/m và công suất là 150 PS. Và cái dung tích xi nhan của nó chỉ là 2.953 thôi. Tức là với cái dung tích xi nhan khá là nhỏ so với các cái chiếc xe tải cùng phân khúc, nhưng cái thông số mang lại cực kỳ lớn. Đủ hiểu rằng là trong cái động cơ này nó sở hữu một cái công nghệ cực kỳ tốt, giúp các bạn đốt ít nhiên liệu hơn. Thế nhưng các cái thông số liên quan đến sức kéo và tốc độ của xe thì lại hoàn toàn vượt trội so với những chiếc xe tải cùng phân khúc. Đấy, vừa rồi thì tôi cũng đã điểm qua một số cái tính năng cần thiết trên xe tải 5 tấn. Thứ nhất đó là tính năng chở hàng, thì nó sẽ liên quan đến phần thùng và phần hệ thống chassis. Thứ hai đó chính là về cái tính năng an toàn, thì bao gồm cụm gương, cảm biến lùi, rồi hệ thống phanh, hệ thống cân bằng. Thứ ba đó chính là về cái sức mạnh của động cơ. Ở trong cùng phân khúc thì K6 đang có một cái động cơ ăn ít nhiên liệu nhất nhưng lại mang lại cái thông số sức mạnh to nhất trong phân khúc bây giờ. Và giá thành của nó cũng đang rất hợp lý, chỉ hơn 500 triệu, 570 cho đến 580 triệu thôi là các bạn có thể sở hữu xe tải K6 rồi. Nếu các bạn có quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ với tôi để tôi có thể đặt lịch cho các bạn đến thẳng showroom tôi ở địa chỉ 883 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để các bạn có thể xem xe, lái xe trực tiếp. Còn ngoài ra nếu thời điểm dịch này mà các bạn ngại đi lại thì có thể xem video ở trên kênh của tôi, kênh YouTube Văn Tình Auto,
Và hãy đăng ký kênh đấy để tôi thường xuyên cập nhật về dòng sản phẩm này. Còn cần thêm vấn đề gì thì cứ alo qua số hotline tôi để ở dưới màn hình ấy. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.